Quý vị và các bạn thân mến, nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long là quần thể kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám. Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử. Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Được xây dựng vào năm 1070, tức năm Thần Vũ thứ 2 đời Lý Thánh Tông. Với lịch sử hơn 700 năm hoạt động đã đào tạo ra hàng nghìn nhân tài cho đất nước. Ngày nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi khen tặng những học sinh xuất sắc và là nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng Giêng. Vâng, kính thưa quý vị, quần thể kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám được chia làm 3 khu vực chính. 1 là Văn Hồ, 2 là Vườn Giám, 3 là khu nội tự Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trước mặt Văn Miếu là Hồ Văn với diện tích 12.297m2, giữa hồ có gò Kim Châu, trên gò dựng phán Thủy Đường là nơi diễn ra các buổi bình văn thơ của nho sĩ kinh thành xưa. Nơi đây sẽ mở đầu cho một khu kiến trúc sẽ trở thành một tấm gương soi nhân đôi cảnh trí, có tác dụng gây cho khách tham quan cảm giác mát mẻ, dịu dàng ngay từ những bước chân đầu tiên. Với tục xin cho chữ và xin chữ ở mỗi độ xuân về, trên hồ còn được thiết kế các gian cho chữ của ông đồ được thiết kế bằng tre lợp lá cọ và nhà gỗ cổ lợp mái vẩy sắp theo từng cụm. Hội chữ xuân tái hiện lại cảnh trường thi với nhà thập đạo, chòi gác thi, lều trống sĩ tử, giúp cho khách tham quan đến với hội chữ không chỉ để xin cho chữ mà còn được trải nghiệm nét xưa, giá trị truyền thống trong ngày Tết cổ truyền. Ngoài ra, trên hồ còn có rất nhiều hoạt động văn hóa dân gian cộng với sự góp mặt của các gian hàng truyền thống giúp cho Hồ Văn trở thành điểm đến văn hóa quen thuộc hơn đối với du khách trong và ngoài nước. Phía trước Văn Miếu Môn là tứ trụ và hai tấm bia hạ mã mà xưa kia dù công hầu hay khanh tướng, dù võng lọng hay ngựa xe, hễ đi qua Văn Miếu là phải xuống đi bộ từ tấm bia hạ mã bên này sang tới tấm bia hạ mã bên kia mới được lên xe ngựa đi tiếp. Điều này nói lên sự nể trọng, sự tôn kính, sự tôn nghiêm đối với khu Văn Miếu. Tứ trụ được xây bằng gạch, hai trụ giữa xây cao hơn, trên có hình con nghê trầu vào, hai trụ ngoài đắp nối bốn con chim phượng xòe cánh, chắp đuôi vào nhau, bốn đầu quay về bốn hướng. Trên tứ trụ còn đắp nổi đôi câu đối chữ Hán, có ý nghĩa đề cao đạo học trong chốn nhân gian. Thank you.
gồm 3 cửa cuốn vòm, trong đó cửa chính giữa xây 2 tầng, tầng dưới thiết kế to rộng có cầu thang đi lên. Phía bên ngoài tầng dưới chỉ mở một cửa, 2 cánh cửa bằng gỗ, mi cửa hình bán nguyệt chạm nổi đôi rồng trầu mặt nguyệt. Trên cổng tam quan có 3 chữ đại tự, Văn Miếu Môn. Tầng trên thu nhỏ hơn, được thiết kế 2 tầng 8 mái, 4 mái hiên và 4 mái nóc. Tầng này mở 3 cửa cuốn, cửa giữa có treo chuông khánh, xung quanh có hành lang rộng, 4 mặt có lan can. Bên trái cổng tam quan đắp hình long ngư tụ hội, có nghĩa là cá rồng ẩn hiện trong mây, ví như cảnh Thanh Vân đắc lộ của các nho sinh thành đạt. Bên phải là cảnh mãnh hổ hạ sơn, nghĩa là hổ lớn hùng dũng xuống núi, ngụ ý như các bậc thức giả vững bước vào thời cuộc mới. Những câu đối ở cổng tam quan có ý nghĩa ngợi ca những kết quả của sự học trong chốn nhân gian. Từ cổng Văn Miếu Môn vào khu thứ nhất gọi là Nhập Đạo, theo đường thẳng tới cổng thứ hai là Đại Trung Môn. Ngang với Đại Trung Môn, bên trái có Thành Đức Môn, bên phải có Đạt Tài Môn. Hai bên là không gian cây xanh và thảm cỏ. Hai bên tả hữu khu vườn cùng với tường ngang tạo thành khu hình gần vuông có tường vây khép kín. Hai bên là hai hồ chữ nhật nằm sát theo dọc bên ngoài. Đại Trung Môn làm kiểu ba gian, xây nền gạch cao, mái lợp ngói mũi hài, có 2 hàng cột hiên trước và sau, ở giữa là hàng cột chống nóc. Gian giữa treo một tấm biển đỏ để 3 chữ Đại Trung Môn. Trên mái là đôi cá chép trầu quanh một bầu rượu. Bầu rượu là cảm hứng của văn chương của các bậc nho sĩ thi nhân xưa. Bình hồ lô còn chứa đựng các khí thiêng của đất, tinh hoa của trí thức nhân loại. Còn đôi cá chép biểu tượng cho những nho sĩ đi thi, liên quan đến một truyền thuyết nổi tiếng cá hóa rồng hay cá chép vượt vũ môn. Vũ môn chỉ trốn trường thi, thí sinh được ví như cá chép, muốn hóa mình thành rồng uy nghiêm quyền quý thì phải chăm chỉ luyện rèn, rồi mài kinh sử mới vượt qua được những kỳ thi khắc nghiệt và đạt được danh vọng. Con đường từ Văn Miếu đến Đại Trung Môn lại được vươn lên đến Khuê Văn Các. Từ hai cửa Đạt Tài và Thành Đức ở hai bên cửa Đại Trung, hai con đường nhỏ song song chạy thẳng với trục giữa, hai bên là hai hồ nước ở vị trí tương tự khu vực thứ nhất, tạo nên cảnh tâm nghiêm tĩnh mịch của khu vực kiến trúc. Như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy khu nội tự Văn Miếu có 4 chiếc hồ, cộng với giếng Thiên Quang là 5 hồ, hay còn gọi là Ngũ Hồ, tên một cảnh đẹp của Trung Quốc. 5 hồ còn ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gắn liền với yếu tố phong thủy, đem lại khí thiêng liêng bền vững cho muôn đời. Khuê Văn Các là biểu tượng văn hóa cao đẹp của Thăng Long Hà Nội, là một lầu vuông 8 mái, bao gồm 4 mái thượng, 4 mái hạ, cao gần 9 thước, do Tổng trấn Nguyễn Văn Thành, triều Nguyễn đương thời xây dựng vào năm 1805. Kiến trúc Khuê Văn Các hài hòa và độc đáo. Tầng dưới là 4 trụ gạch vuông, tầng trên là kiến trúc gỗ sơn son thép vàng. Sàn gỗ có 2 khoang trống để bắc thang lên gác. 4 mặt tường bịt ván gỗ, mỗi mặt là một ô cửa tròn. Cửa và gỗ tượng trưng cho sao Khuê và những tia sáng của sao. Nơi đây xưa kia dùng để họp bình những bài văn hay của các sĩ tử đã thi chúng khoa hội. Gác nhỏ, kiến trúc giản dị nhưng tao nhã. Tòa gác mang đầy đủ yếu tố âm dương, nơi hội tụ của đất trời, như ước vọng một nền văn hiến phát triển mãi mãi.
Thiên Quang Tỉnh, tức là giếng soi sáng bầu trời. Tên giếng Thiên Quang có ngụ ý con người thu nhận những tinh túy của vũ trụ, soi sáng tri thức, nâng cao phẩm chất, tô đẹp nền nhân văn. Giếng có hình vuông, quanh nền xây lan can cao ngang lưng. Người xưa có quan niệm giếng hình vuông tượng trưng cho đất, cửa tròn Huệ Văn Các tượng trưng cho trời. Ở giữa trung tâm văn hóa giáo dục này là nơi hội tụ những tinh hoa của trời và đất. Vâng, kính thưa quý vị, nhưng có lẽ di tích lịch sử có giá trị bậc nhất ở đây là 82 bia tiến sĩ hình con rùa bằng đá xanh dùng để vinh danh những người đỗ đạt. Theo quan niệm của người dân Việt Nam, rùa là biểu tượng cho sự trường thọ, sự khôn ngoan. Các tấm bia được dựng lên ở hai bên, quay mặt về phía giếng. Những tấm bia này được dựng dưới thời vua Lê Thánh Tông. Trên bia có ghi đầy đủ thông tin về khoa thi, triều vua và triết lý nền giáo dục đào tạo. Trong 82 tấm bia còn lại đến ngày nay, tấm bia sớm nhất dựng vào năm 1484, tên các vị tiến sĩ Đỗ Khoa Nghiêm Tuất, niên hiệu Đại Bảo, năm thứ 3, 1442. Tấm cuối cùng dựng năm 1780, khắc tên các tiến sĩ Đỗ Khoa Kỳ Hợi, niên hiệu Cảnh Hưng, năm 40-1779. Không có thống kê chính thức số tiến sĩ được ghi trên các bia tiến sĩ này. Từ các nguồn khác nhau cho biết, khoảng thời gian đó đã có 1.303 đến 1.323 tiến sĩ. Trong số này có 18 trạng nguyên, 21 bản nhãn và 33 thám hoa. Tuy nhiên, số lượng 82 bia còn lại có thể không ghi đầy đủ và không ghi hết các tên họ các vị tiến sĩ thời ấy. Qua cửa đại thành và vào không gian thứ hai, khu vực chính của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, cũng như cửa đại trung, cửa đại thành là một kiến trúc ba gian với hai tầng cột hiên trước sau và một hàng cột ở giữa. Chính giữa, trên giáp nóc có treo một bức hoành khắc ba chữ Đại Thành Môn. Cửa đại thành mở đầu cho khu vực của những kiến trúc chính, nơi thờ Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phối, Thất Thập Nhị Hiền, vân vân, cũng là nơi giảng dạy của giáo trường xưa. Bước qua cửa đại thành là tới sân rộng mênh mang lát gạch bát tràng. Hai bên phải trái của sân là hai dãy hữu vu và tả vu. Chính trước mặt là tòa đại bái đường rộng rãi, to lớn và thâm nghiêm, trải suốt chiều rộng của sân, nối giáp với đầu hồ của tả vu, hữu vu, tạo thành cụm kiến trúc hình chữ U cổ kính và truyền thống. Sau đại bái đường, song song với đại bái đường là tòa thượng điện có quy mô tương tự cả về chiều cao lẫn bề rộng. Thượng điện ở phía sau chính phong, đường xây ba phía. Phía trước có cửa bức bản đóng kín năm gian giữa, bốn gian đầu hồ có cửa chính sang cố định. Nơi đây là nơi thờ những vị tổ đại nho. Tòa đại bái bên ngoài cũng xây chín gian, nhưng chỉ xây hai tường hồi, còn mặt trước, mặt sau để trống. Tòa đại bái này có chức năng hành lễ trong những kỷ niệm kỳ tế tự xuân thu. Đền Khải Thánh là khu sau cùng của di tích, là nơi thờ cha mẹ Khổng Tử. Kiến trúc đền được xây dựng trong khu Quốc Tử Giám, nơi rèn đúc nhân tài cho nhiều triều đại. Theo văn tịch xưa có 150 gian. Năm 1946, quân Pháp đánh phá Đại Bác phá hủy, kiến trúc bây giờ được tu sửa lại rất bề thế, trang nghiêm, hài hòa với khu Văn Miếu trước. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay Khuê Văn Các ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được công nhận là biểu tượng của thành phố Hà Nội. Vào tháng 3 năm 2010, 82 bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến ngày 27 tháng 7 năm 2011, 82 bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám lại tiếp tục được công nhận là tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu. Cụm di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám đã làm rạng danh văn hóa lịch sử sâu rộng của dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là trong số này Ngọc Nhi đã cùng quý vị và các bạn cùng đến tham quan cụm di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám. Quý vị và các bạn yêu thích, hãy bấm nút đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ. Ngọc Nhi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo.